Trong căn phòng vỏn vẹn 8 mét vuông, nơi chỉ đủ chứa một chiếc giường, một chiếc xe máy và một vài vật dụng thiết yếu là chỗ ở của bạn dì Sầu Ngọc, công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội. Với tiền lương ít ỏi của mình, Ngọc chỉ dám thuê trọ trong dãy nhà cấp 4. Những ngày nắng nóng 39-40 độ C, hơi nóng tỏa xuống từ những tấm tôn khiến căn phòng ngột ngạt và nóng bức. Tuy nhiên, Ngọc chỉ dám bật điều hòa 15 phút để tiết kiệm tiền điện. Chỉ vì nỗi lo tiền điện mà nhiều đêm Ngọc thức trắng đến kiệt sức. Buổi trưa thì nóng hơn buổi tối rất là nhiều, nó rất là khó ngủ. Nhiều khi mình đi làm về phòng thì chật hẹp, rồi nắng nóng nó hấp hơi thì mình cũng rất là khó ngủ, nên là nhiều khi là không ngủ được. Đến hôm sau đi làm thì mình rất là mệt mỏi. Mình mới phải lắp thêm cái điều hòa nhưng mà cũng không có giảm bật bao nhiêu. Nhiều khi rất là nóng, chỉ có ra ngoài nhiều khi nóng quá thì anh em rủ nhau, mấy bạn nam thì rủ nhau ra ngoài uống trà đá. Bên trong các nhà trọ cạnh khu công nghiệp Bắc Thăng Long, hàng nghìn công nhân đang phải vật lộn chống chọi với nắng nóng. Không còn cách nào để giải nhiệt cơ thể, những người công nhân này chọn nền nhà làm nơi ngạt lưng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nóng hơn ở quê, có lúc thì nóng quá mình cũng không thể ngủ được. Mình không nằm được trên giường thì mình nằm ở dưới sàn nhà cho nó đỡ nóng. Hiện nay nhiệt độ trung bình toàn cầu đã vượt kỷ lục. Ngày 3 tháng 7 trở thành ngày nắng nóng nhất trong lịch sử thế giới. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu cùng tác động của hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ toàn cầu tăng bất thường và xu hướng này còn tiếp diễn trong thời gian tới. El Nino là một hiện tượng quy mô lớn và nó ảnh hưởng đến toàn cầu và đặc biệt là các cái khu vực khác nhau là khác nhau. Riêng đối với Việt Nam nằm trong cái khu vực phía Tây Thái Bình Dương thì cái tác động của El Nino thông thường là sẽ là cái nền nhiệt độ nó sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm, gia tăng cái nguy cơ là các cái hiện tượng nắng nóng nó sẽ diễn ra và với cái tần suất là nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Hơn nữa thì lại dưới cái trong cái bối cảnh của biến đổi khí hậu thì các nghiên cứu ở trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng là cái tác động của El Nino trong cái bối cảnh của biến đổi khí hậu nó càng làm gia tăng các cái cực đoan và nguy cơ là xảy ra những cái kỷ lục mới về nhiệt độ. Các chuyên gia khuyến cáo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, người lao động, chủ sử dụng lao động phải chú trọng đến vấn đề đảm bảo an toàn, trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần có chính sách hỗ trợ nhà ở để đảm bảo điều kiện sống cho công nhân.